Kính cung thỉnh Thầy cùng toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sao có người mang khẩu trang rồi tôi không có mang vậy? Mang không? Mang rồi sao nói chuyện? Khổ thế. Thôi khỏi mang nha. Thế thiệt ra thì mình cũng tin tưởng nha. Mình đâu có đi ra Đà Nẵng rồi quê gì đâu. Rồi cũng không có tiếp xúc với mấy người đó. Ở đây không có ai có bệnh hết á. Hôm nay chúng ta học bài 123 trong Thiền Lâm Bảo Quấn. Gian nan Phật thay đọc có nghĩa thôi nha, nhớ chữ âm rồi bỏ qua đi cho nó đỡ mất thời gian. Ngài Phật dám nói, người làm đạo không lo thì tâm biết tháo, tiết tháo nha. Tiết tháo, chứ không phải biết tháo, sửa lại giùm thầy. Tâm tiết tháo chẳng cao xa, sự mình thường nhàn rỗi, ác dụng chí không to lớn. Người xưa nhờ trải qua gian nan, từng nếm mùi hiểm trở, sao mới hưởng được cái yên trọn đời. Vì việc khó thì chí khí sắc bén, khắc khổ thì lo nghĩ sâu xa, mới chuyển quả thành phúc, chuyển vật làm đạo. Nay phần nhiều thấy người học đạo thường đuổi theo ngoại vật mà quên mất đạo, bỏ ánh sáng mà đi vào tối. Như thế là trang sức chỗ tài năng của mình mà dối người cho mình có trí tuệ, gượng lấy chỗ chẳng kịp của người mà khinh khi cho đó là cao. Dùng sự việc ấy để dối người mà chẳng biết có chỗ không thể dối được bậc tiên giác. Dùng những sự việc ấy để ngăn che người mà chẳng biết không thể ngăn che được công luận. Thế nên người tự cho mình trí đó là kẻ ngu, kẻ tự cho mình cao thì người cho là thấp. Duy bậc hiền trí thì không như thế, vì sự việc thì tản mát không cùng, còn bờ bến khả năng của con người thì có hạn.
Nếu muốn đem trí tuệ có hạn mà bao trùm sự việc không cùng, thì sự hiểu biết có chỗ thiên lệch, thần khí có chỗ khốn quẩn. Vì thế đối với đạo lớn tất có chỗ ngăn cách. Thư gửi Tú Tử Chi. Thì ngài Phật Giám đó, là ngài Huệ Cần Phật Giám 1059-1117, họ Uông là thiền sư thuộc tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người Thư Châu thuộc tỉnh An Huy hiện nay. Thuở nhỏ sư thờ ngài quản giáo viên thăm làm thầy, sau đến tham yết thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn và được nối pháp sư và Phật Quả Khắc Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn là ba vị đệ tử xuất sắc nhất của Ngũ Tổ Pháp Diễn. Tất nhiên là ba ông Phật đó, ông Phật Giám, ông Phật Quả, ông Phật Nhãn. Theo lời thỉnh cầu của Quan Thái Thú Thư Châu là Tôn Đảnh Thần, sư trụ trì Thiền Viện Hưng Quốc ở núi Thái Bình, hoàn truyền giáo pháp. Năm 1111, sư Văn Chiếu trụ chùa Trí Hải ở Biện Kinh. Được 5 năm sư xin trở về, vua ban sắc trụ ở núi Tưởng Sơn, Kiến Khang. Về sau, quan khu mật là Đặng Tử Thường tâu lên vua, ban cho sư Tử Y và hiệu Phật Giám Thiền Sư. Ngày mùng 8 tháng 10 năm 1117, sư tắm gội đắp y ngồi ngay thẳng, tay cầm bút viết một số thơ từ. Số thơ từ biệt bạn cũ, dừng bút sư tịch. Tú Tử Chi tức Tổ Tú, tên chữ là Tử Chi, tăng người đất Thục. Thì mình thấy ngài Phật Giám nha, là một vị thiền sư nổi tiếng đương thời. Đồng với ngài thì có hai ông Phật khác là ông Phật Quả và ông Phật Vãn, Phật Nhãn. Thì thiệt ra mà để lót một chữ Phật cũng ghê lắm à nha, nghĩa là quay lắm mà dám để như thế. Xưng là thí dụ như mình Phật gì Phật Giám rồi Phật Nhãn rồi Phật Quả. Thì mình thấy người xưa đó, người ta tu á là trải qua rất nhiều gian nan, rất nhiều gian nan. Tại vì ngài nói là người làm đạo không lo thì tâm tiết tháo chẳng cao xa, xử mình thường nhàn rỗi, ác dụng chí không to lớn. Tất nhiên người học đạo và hành đạo, nếu mà không có cái tâm lo xa thì cái người nó không có tiết tháo. Còn xử mình thường nhàn rỗi, tất nhiên là mình thích ở trong chỗ nhàn rỗi nha, thì cái người đó chí không to lớn. Người xưa nhờ trải qua gian nan, từng nếm mùi hiểm trở, không ai là thành đạt. Từ như ở đời thường, muốn làm quan cũng phải trải qua nhiều năm học hỏi, rồi chịu khó đủ thứ chuyện hết mới được làm quan. Huống nữa là mình muốn làm một ông Phật thì đâu có phải dễ dàng. Sao mới hưởng được cái yên trọn đời? Vì việc khó thì chí khí sắc bén, khắc khổ thì lo nghĩ sâu xa. Thí dụ như mình đối với một cái việc làm nó là rất là khó khăn, thì đương nhiên mình phải dụng chí. Sao nó rầm quá vậy? Mình phải dụng chí, chí khí mình thật là vững vàng, sắc bén. Rồi á, nó ở đâu ạ? À, không biết rồi, nhưng mà nó va nhau, hai cái cửa nó va nhau, nó đập nó vô. Đằng khúc này nè, khúc này nè. Nếu cuộc sống của chúng ta không có những cái khắc khổ
thì cái lo nghĩ của mình không có sâu xa. Cuộc sống mà nó nhàn nhã quá, nó dễ dãi quá, tất nhiên cái tâm của mình nó cũng lơ đễnh, nó không có tha thiết, nó không có nỗ lực nhiều. Cho nên phải việc khó thì ý chí mình nó càng thêm sắc bén. Gặp những cái khắc khổ thì mình cái suy nghĩ mình mới sâu xa. Thì như vậy mới chuyển quả thành phúc, chuyển vật làm đạo. Thì nói người xưa nhờ trải qua gian nan, từng nếm mùi hiểm trở, sao mới hưởng được cái yên trọn đời. Thì ai cũng vậy, giống như mình muốn cất một cái nhà cho nó chắc chắn mình ở lâu dài, thì cái nền tảng là cái móng nhà đó, nó phải thật là kiên cố. Phải là mình làm nó rất là kỹ lưỡng, việc gì cũng vậy. Thầy có kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà ông tể tướng của Tần Thủy Hoàng không? Có không? Chưa hả? Tất nhiên là tụi con biết Tần Thủy Hoàng thì ai cũng biết phải không? Tần Thủy Hoàng là nổi tiếng là một bạo chúa. Trước Công Nguyên, ổng là đã tốn thâu hết lục quốc. Ổng là một người thông minh cực kỳ, tài giỏi cực kỳ. Cho nên khi mà ổng thống nhất được Sơn Hà rồi, tóm thâu sáu nước làm một mối, ổng lên ngôi hoàng đế, thì ổng mới tuyển một người làm tể tướng. Thì tể tướng cho một ông vua cực kỳ tài giỏi thì phải là cái người tể tướng nó cũng phải tương đương với ông vua. Chứ còn ông vua cũng quá giỏi rồi mà ổng người tể tướng mà không có giỏi thì đâu có làm, đâu có đồng hành với ổng mà cai trị được. Cho nên ổng mới tuyên bố là tuyển tể tướng. Thì tất cả những cái người mà học trò đó, ai cũng muốn mình được ra làm quan. Làm quan mà làm quan tể tướng là nhất phẩm triều đình, trên vua dưới mình là ngon lành dữ lắm. Cho nên ai cũng tham gia hết. Nhưng mà qua một cái cuộc khảo hạch cực kỳ khó khăn của ông Tần Thủy Hoàng, không phải là đơn giản. Rồi cái ai cũng ùn đi. Thì cái ở một cái huyện hẻo lánh, ở xa kinh đô, có một cái ông đó, ông làm thư ký. Thư ký thí dụ như chạy giấy tờ đồ chút đỉnh vậy thôi, mà cũng không có lương bổng, cũng không có bao nhiêu. Nhà thì nghèo à. Lương mà thư ký mà ở huyện, ở xã đó mà đâu có gì đâu. Thì mỗi xã, mỗi huyện ngày xưa đó, người ta có một cái kho lúa để người ta dự trữ lương thực. Khi nào gặp mưa, bão, lụt, lội hay là cái gì đó thì người ta mới đem cái gạo mà dự trữ đó để phát cho dân. Xã nào, ấp nào, huyện nào cũng có cái kho dự trữ hết. Thì ổng đi làm thư ký, ổng coi giấy tờ này kia. Mỗi lần mà ổng vô kho gạo đó, ổng thấy mấy cái con chuột cống á, con nào cũng thấy nó mập ú mà nó không sợ, nó không sợ ổng. Nó dạng, nó ăn lúa gạo nó rồi nó mập mà nó cũng không sợ người nữa. Trong khi thì mấy con chuột ở dưới cống á là nó sợ người ta vậy lắm, tại vì nó sống ở trong bóng tối. Nó khi mà gặp người, gặp ánh sáng là nó sợ hãi, nó trốn chui trốn nhủi. Mà ốm nhôm ốm nhách mà coi thấy tội lắm. Cái ổng có cái suy nghĩ, ổng nói cũng thời là chuột, mà tại sao có những con chuột mà nó không sợ người ta, mà nó mập, mà nó coi như là nó ngon lành lắm. Còn có những con chuột mà ai nó cũng sợ, mà nó đen đúa xấu xa mà ghê lắm. Cái ổng nói thì con người cũng vậy thôi. Tại sao cũng sanh ra làm kiếp con người, mà người thì người ta làm vua, làm quan, làm người giàu có sang trọng, rồi là học hành đỗ đạt đủ thứ hết, còn mình nó là một thư ký quèn không có đủ ăn. Cái ổng mới coi như là phấn chấn lên, ổng nói bây giờ mình phải đi tìm thầy học để mình được ra làm quan, đặng được sung sướng. Chứ còn ở đây mà như vậy là ngày hai bữa gì là không có được cái gì hết á, khổ quá. Cái ổng đi học gom góp là lương thực, lương khô gì đó,
à, đi. Mà lúc đó lỏng cũng có gia đình rồi, vợ con đều gom góp hai chút lương khô để chống đi tìm thầy. Thì người ta đồn nói là có ông thầy, ổng giỏi lắm, à là ổng tên gì thầy quên rồi, mà ổng thầy đó đặc biệt là giỏi nha. Mà ổng dạy học trò nó là không có nhiều, 6 người thôi. Tại vì 6 người cho nên ổng mới chăm chút từng người, ổng chỉ vẽ từng người, rồi ổng làm cho cái người đó nó được trọn vẹn. Còn nếu mà cái lớp học mà đông quá, có nhiều khi mình giảng đại trà vậy thôi, nhiều khi nó học cái không học gì ổng thầy ổng có biết. Còn cái này là ổng kiểm tra tự ly tự tí, cho nên á ổng không có nhận đông. Nhưng mà ai học ổng ra rồi ổng đều đổ làm quan hết, đều thi đổ làm quan hết. Cho nên ông Lý Tư ổng hâm mộ, ổng đến xin học. Cái ổng đến lặn lội, trời ơi lặn lội từ xa xôi đến, cái cửa không có mở ra. Rồi cái ổng đứng ổng đợi, thì có cái người trưởng tràng, tất nhiên là trưởng lớp vậy đó, mới ra mới nói là thầy không có thâu nhận đệ tử, tại vì đủ học trò rồi và không có nhận thêm người. Cái ảnh ổng thất vọng quá, ổng nói trời đất ơi, mình xa xôi, mình bỏ bao nhiêu là công sức mình đến đây để cầu học, để được vinh hoa phú quý, mà giờ ổng lẽ mình đi về. Cho nên ổng ở lại, ổng ngồi đó, ngồi trước cửa của thầy hả, 3 ngày 3 đêm, trời nắng như trời mưa, không mà không có ăn uống gì hết trơn á, coi như là mệt lả người, nhưng mà ổng quyết chí rồi. Thì cái ông trưởng tràng ổng theo dõi, ổng thấy cái tên học trò này có chí nha, nó chịu gian khổ như gì là nó cũng có chí đó. Gặp mình á là không tiếp thôi, mình đi về kiếm thầy khác, còn không ổng ở lại. Ông Lý Tư đó ổng ở lại đó. Rồi cái tới ngày thứ ba, cái ông trưởng tràng ổng ra, ổng nói anh ngồi đây hả là 3 ngày 3 đêm rồi, thôi tội nghiệp quá, thôi đi vô nhà đi rồi dọn cơm cho ăn. Cái ổng cũng mừng nha, trời ơi mình đói lả rồi giờ người ta cho ăn cơm mừng quá. Cái đi vô cái té ra dọn mâm cơm để dưới đất á, không có gì hết á, có một chén cơm với một dĩa rau với một dĩa nước chấm vậy thôi. Cái anh ta ăn mà cũng như là cơm chan nước mắt vậy đó, nghĩ mình tủi thân, trời ơi người ta đối xử với mình hả, cho ăn mà không được ngồi trên bàn nữa, ngồi dưới đất mà ăn như vậy đó, thì đói quá thì ăn. Nhưng mà sau đó rồi cái anh trưởng tràng đó, anh hỏi anh lý trí anh học phải không, nói dạ học, nói nhưng mà thầy hỏi anh nó chữ nghĩa có khá không, có khá không mà học, tại vì học ra đồng quan chứ đâu phải là học ABC. Dạ anh nó dạ cũng có chữ nghĩa cũng đỡ. Cái ổng qua hôm sau cái ổng đem cho 100 tờ giấy mà thứ giấy hút thuốc đó, cái giấy mà người ta giờ người ta hay vẽ, người ta viết thư pháp nó con giấy nhám 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 đó. Rồi á thầy nói anh viết 100 chữ nhẫn, viết 100 chữ nhẫn, thì một chữ nhẫn thì đâu có gì khó đâu, chữ nhẫn là chữ gì trên chữ gì nằm dưới, à trời ơi cái đau á, cái dao mà nó cắt cái tâm mình, cắt cái tim mình đó là nhẫn, nhẫn chỗ nhẫn nó khổ lắm, rồi đâu phải sướng ít gì đâu. Viết 100 chữ nhẫn với cái tâm mình ta, trời ơi mình mong cầu công danh phú quý mà chỗ viết với cái tâm mà ham muốn, mà cái tâm mà vận động đó. Qua hôm sau đem lên cho ông thầy, ông thầy cũng coi rồi, cái ông kêu cái ông trưởng tràng đó, đem trở xuống nói thầy nói anh á, cái tâm anh còn tham cầu vọng động quá, thầy không có nhận. Trời đất ơi, câu viết 100, nói thôi giờ viết 100 chữ khác nha, rồi đem 100 tờ giấy viết, ngồi viết, nhưng mà vẫn còn cái móng tâm là mình được ra làm quan, cho nên viết cũng không có để hết, mà cái tâm rỗng rang để mà viết một cái chữ nhẫn mà cho nó ngon lành. Rồi cái ông thầy cũng chê, ông nói cái tâm này cũng còn vọng động lắm, không có được. Rồi qua hôm sau đưa 100 tờ giấy nữa, viết 100 chữ nhẫn. Thì bây giờ là ổng hiểu ý ông thầy rồi, cho nên khi đó ổng buông hết, ổng buông hết cái tâm mà tham cầu danh lợi phú quý vinh hoa gì đó, ổng buông hết, ổng chỉ chú tâm và ổng viết 100 chữ nhẫn, chữ nào như chữ nấy.
rồi đem lên ông thầy. Cái ông thầy ông coi rồi cái qua làm sao, cái ông nói với cái anh trưởng tràng đó, kêu lên đây cho gặp mặt. Anh ta mừng lắm, trời ơi, kêu gặp mặt tất nhiên là thầy nhận rồi. Cái đi vô thấy ông thầy ông ngồi trên bàn cao vậy nè, anh ta quỳ mọp ở dưới nó lại nói: con sinh ra mắt thầy. Lại nó, ta nhận anh hồi nào mà anh kêu ta bằng thầy, ta chưa có nhận mà sao kêu ta bằng thầy, ta không có chưa có nhận. Thế nói: không, thầy đã nhận con, thầy đã dạy con 300 chữ nhận, đã dạy con 300 chữ nhận rồi, thầy là thầy của con. Thì ông thầy ông hiểu được cái ý đó và ông nhận Lý Tư. Con biết không, dạy 3 năm sau là Lý Tư ra làm tể tướng cho vua Tần Thủy Hoàng, nghĩa là đặc biệt luôn á. Thành ra ở đây thầy chỉ kể cái đoạn giai đoạn mà ổng đi học. Con coi đó, để làm chức tể tướng thì công danh phú quý cũng dài 10 năm thôi, đâu có gì là dài đâu. Mà trong cái mà chính trường mà ra làm quan đó hả, là bao nhiêu cái gièm pha, bao nhiêu cái tật đố, bao nhiêu cái người ta mưu hại mình, nó khổ dữ lắm chứ đâu phải sướng ít gì. Nhưng mà người ta cũng muốn được cái địa vị đó, người ta phải nhẫn nại cực kỳ, chịu khổ cực kỳ để mà thành đạt. Huống nữa là giờ chúng ta học đạo, chúng ta học đạo làm tể tướng à, vậy chứ mà dễ, chứ làm ông Phật khó lắm con. Làm ông Phật không phải đơn giản đâu. Trời ơi, cái ông Phật này hả, là một cái khúc gỗ người ta cưa, rồi người ta đục, người ta đẽo, người ta móc, người ta làm đủ thứ trò hết. Tôi nói không biết bao nhiêu ngày tháng năm gì đó rồi nó mới trở thành một ông Phật, chứ đâu có phải là tự nhiên cái khúc gỗ là thành ông Phật. Còn nếu mà cái khúc gỗ mà người ta đang đục đẽo để cho mình thành ông Phật đó, mới vừa đưa cái cưa cái đục cho, đừng đụng tới tôi nha, tôi đau lắm mà, đừng đụng, tôi không muốn chuyện đó, thì như vậy là thất bại rồi, con thấy không. À, người ta nói nặng chút cũng không được, thầy rèn chút cũng không chịu, huynh đệ mà có nói ra nói vô cũng không ưa. Rồi nó như vậy làm sao, cái khúc gỗ này không có muốn ai đụng tới thì làm sao thành ông Phật được. Cho nên thật ra mình học đạo nó có gian nan vô cùng, rất là gian nan. Gian nan là khi mới bước chân vào đạo cho tới khi mà mình lớn lên làm thầy thiên hạ đó, là cả một cái giai đoạn gian nan cực kỳ, mà mình phải bền tâm kiên trí, chứ không có thể nào mà vì một chút khó khăn mà thối chí nản lòng, thì không thể nào mà chuyển họa thành phúc, chuyển vật làm đạo được. Nay phần nhiều thấy người học đạo thường đuổi theo ngoại vật mà quên mất đạo, bỏ ánh sáng mà đi vào tối. Như thế thì trang sức chỗ tài năng của mình mà dối người cho mình là có trí tuệ. Tất nhiên là trang sức chỗ tài năng. Tài năng, trang sức làm sao? Trang sức là những cái vật bên ngoài, đeo bông, đeo vòng, đeo vàng, cà rá, dây chuyền gì gì tụ đủ thứ đó. À, mình tô điểm cho mình nói là mình có cái tài năng, nhưng mà chỉ là dối người cho mình có trí tuệ. Tất nhiên là đạo đức giả, không có thật tâm, không có đạo thì không có đức đó. Cho nên rồi người ta làm, có nhiều người á, ta học ít nhưng mà người ta khéo, miệng lưỡi đồ khéo léo, người ta nói văn chương hoặc là người ta làm cái trò gì đó thì khiến cho thiên hạ ngỡ rằng như mình rất là giỏi, nhưng mà thật sự ra tự ở trong tâm mình quên mất cái ở bên trong, mình chạy theo bên ngoài thì rốt cuộc rồi mình cũng không được cái gì. Quan trọng là mình quay trở về nội tâm mình đó, để mình biết mình là ai, biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Thật sự ra học đạo cần nhất là cái chân thật. Cái chân thật mà mình lấy cái chỗ chân thật đó để mà mình tu trì. Gượng lấy chỗ chẳng kịp của người mà khinh khi cho là cao. Tất nhiên là có những người ta thấp hơn mình, người ta không có theo kịp mình, cái hiểu biết người ta không có bằng mình, thì mình khinh khi họ, tự mình cho là cao hơn họ.
dùng sự việc ấy để dối người mà chẳng biết có chỗ không thể dối được bậc tiên giác. Tất nhiên là những cái bậc mà đạo cao đức trọng, những cái bậc đi trước đó, các ngài làm sao mình dối được, không dối. Tại vì cái người đệ tử khi đến với thầy thì cái ông thầy đó, ổng phải dò xét, ổng theo dõi, ổng phải là như thế nào đó để nó ổng chọn lọc là một người kế thừa, chứ không có phải là cái việc tầm thường đó. Mình không có thể, mình có thể dối ở bên ngoài thôi, chứ mình cũng khó dối được thầy và khó dối được lòng mình. Dùng những sự việc ấy để ngăn che người mà chẳng biết không thể ngăn che được công luận. Tất nhiên là mình làm việc gì là giàu cho mình muốn có giấu người, đừng có cho họ biết. Nhưng mà thiệt ra công luận mình có hai con mắt à, có một cái miệng à. Còn là công ở ngoài đời nó họ có cả trăm con mắt, cả bao nhiêu cái miệng. Cho nên cái quyền họ, họ phê bình, họ chỉ trích, họ nói, họ vạch trần tất cả những cái việc gì của mình đó, mình đâu có làm lại. Mình tại vì mình tuy là mình có khéo léo đi nữa, nhưng mà có những lúc mà chúng ta cũng có những cái sơ hở. Thế nên người tự cho mình trí đó là kẻ ngu. Thì thường chúng ta thấy ở trong sách vở Thánh Hiền, người ta hay nói câu á, nếu mình tự mình cho mình là trí là mình kẻ ngu. Tại vì các bậc tiên giác á, các ngài á, là có nhiều khi á, các ngài ví dụ như có vị thiền sư tự cho mình là đại ngu. Đại ngu. Mà đại ngu có thiệt ngu không? Cái người mà biết mình ngu đó thì người đó mới không ngu. Còn cái người mà tự cho mình trí đó thì mới thiệt là ngu. À tại vì á, rồi các vị, có nhiều người lấy biệt hiệu như đồ khùng. Có biết ông đồ khùng không? Ông viết sách đồ dịch, đồ dữ lắm. Tất nhiên là người ta khiêm hạ, người ta không có muốn mà phô bày cái hay của mình. Nhưng mà sự thật, cái hay, cái đẹp của mình ai người ta cũng biết. Tại vì mình không có thể che giấu công luận được. Duy bậc hiền trí thì không như thế, vì sự việc thì tản mát không cùng, còn bờ bến khả năng của con người thì có hạn. Tất nhiên mình phải tự biết rằng cái sự việc trên thế gian này nó mênh mông bát ngát, nó không có bến, không có bờ, mà cái khả năng của mình thì nó có giới hạn. Cho nên mình phải tự thấy mình còn kém khuyết, còn yếu, còn dở, mình mới cố gắng mình học tập nữa. Còn nếu mà mình tự thấy mình quá đủ rồi, tất nhiên tự xưng mình là trí rồi, ai nói gì mình cũng không có thèm nghe hết, thì cái điều đó là nó thiệt hại cho mình. Cái sự việc ở trên đời này nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Thí dụ như mình biết về một ngành nghề nào đó thì cái ngành nghề kia mình không biết. Thí dụ như bây giờ mình nói nha, bây giờ là cái ông bác sĩ đó, ông trị bệnh giỏi lắm nha, mình rất là ngưỡng mộ. Thì đó, ông giỏi là trong cái địa hạt mà chuyên môn của ông. À, ông thí dụ như bác sĩ về mắt, ông chỉ chuyên về mắt thôi, ông trị rất là hay. Rồi bác sĩ về tai mũi họng đó, rồi cũng chuyên khoa thì nó mới giỏi. Chứ không có ông bác sĩ mà dám nói tôi biết chuyện tôi trị bệnh hết á, mà cái gì á, trị coi như trị tổng quát, cái gì cũng biết hết, người ta nói cái gì cũng biết hết á. Nhà là bá nghệ bá tri dị chi bá lát. À, tất nhiên mình làm nó không có trọn vẹn, à, cái nào cũng được làm được, nhưng mà nó không có tinh xảo. Cho nên nó thí dụ như mình học đạo, mình chỉ chuyên chú vô cái phần học đạo, mình học làm sao để cho mình bình tâm định ý được, để cho tự trong tâm mình nó phát sáng đó. Rồi khi mình có trí tuệ rồi thì mình sẽ nhận định đúng tất cả các pháp và mình không có bị sai lầm. Và nhất là cái người học đạo đó là phải chịu nhẫn nại, gian nan, kiên trì, không thối chí. Chứ còn người xưa đó hả, học đạo khó lắm con ơi, không phải là học dễ như mình đâu. Các ngài hả, thử thách đệ tử hả, thử thách đến nỗi mình sợ luôn đó, mình chắc chịu không nổi nè.
Đó, có 18 vị đi, nghe nói là cái vị thiền sư đó nổi tiếng, đi đến để tham vấn, để học đạo. Khi đến rồi cái ngài lấy nước, ngài tạt, ngài nói: đi đi, ở đây ta không có nhận. Mấy người kia tự ái: trời đất ơi, mình đến với ông thầy chưa gì, ông lấy nước ông tạt, ông đuổi như đuổi tà. Gặp mình cũng buồn nữa, cái mình xách chó mình đi. Rồi còn lại đó mấy người, mấy người cái ông lấy tro bếp, ông giải. Ông giải, ông nói: đi đi, ở đây ta không có cơm thừa canh cặn cho các ngươi. Trời đất ơi, ông nói mình giống như đi xin ăn vậy đó, cơm thừa canh cặn. Rồi cái tự ái bỏ đi nữa. Còn có hai ông còn hai ông là kệ, gian nan khổ cực cỡ nào cũng ráng nhẫn nại để học đạo. Rồi á, là ổng mới cắt ông, một ông thì tri sự, ông thì tri khố. Làm á, chúng thì chùa ở trên núi mà khó khăn lắm, ăn không có đủ, ăn rất là kham khổ, chúng ăn rất là cực. Cho nên cái ông tri khố này ổng thấy bữa đó hòa thượng đi vắng, ổng ở nhà ổng lén lấy đồ trong khố, ổng nấu một nồi cho anh em hấp dẫn cho chúng ăn. Trời đất ơi, sao không biết nữa, chừng đang ăn ông hòa thượng ổng về: cháo này ở đâu mà có vậy? Phải đàn na tính thí cúng hả? Nói dạ không phải. Của ai? Nói dạ con thấy chúng ăn cực quá, con lấy đồ ổng khố con nấu. Ai cho ông lấy? Ông phải đền cái nồi cháo này. Ông phải đền cái nồi cháo này, ông bán y áo, ông làm sao đó biết có tiền là đền cái nồi cháo này. Bây giờ ta không chấp nhận ông nữa, ông làm tự động, ông không hỏi ý ta hả? Ông đi ra khỏi chùa, ta không nhận ông. Nhưng mà ông phải đền cái nồi cháo này, tính ra bao nhiêu tiền nó đền. Trời ơi, cái ngày mới nó nghĩ là bây giờ có gì đâu, có mấy cái y à. Mà bây giờ đem mấy cái y đặng bán đặng lấy tiền đền cái nồi cháo. Rồi xong rồi cái là ổng tha thiết, ổng học đạo quá cho nên nói thầy có không có đuổi con cũng được, nhưng mà con đi xuống núi con ở, rồi tới mỗi khi mà thầy dạy học đó là đăng đàn thuyết pháp rồi cho con lên nghe. Cái ông thầy ổng thấy cũng tội nghiệp, ổng nói được rồi, đi đâu đi, nhưng mà lên nghe pháp thì được. Rồi ổng xuống với chợ á, ổng ở nhờ cái mái hiên nhà người ta, cái trái bên hiên vậy nè ở. Cái bữa đó hòa thượng đi đâu không biết, thì xuống núi thì gặp ổng hỏi: ở đâu vậy? Nói dạ con ở trái hiên nhà tạm nhà Phật tử. Nó không trả tiền nhà cho ta, ở mấy tháng trả đây. Nó nói trời đất ơi, ở nhà người ta, mấy giờ hòa thượng họ đòi tiền nhà, lấy tiền nó không trả. Trời đất ơi, khổ thế. Đó, vậy đó mà ổng cũng đi xin đi xỏ làm sao để trả cho hòa thượng. Đó, ổng nói vậy trơn á, nói làm sao nghe vậy hả? Rồi thì ít hôm sau hòa thượng đăng đàn mới nói là tất cả đại chúng hãy đánh trống và xuống dưới cái chỗ mà mái hiên của cái nhà đó rước vị cổ Phật lên. Cổ Phật á, kêu bằng cổ Phật, tất nhiên là cái người mà có nhẫn, cái sức nhẫn nại kiên trì và một bề tin tưởng nơi vị thầy. Ông thầy ông nói sao cũng tin tưởng hết á, cũng tin tưởng một bề trọn vẹn chứ không có cãi lý với thầy. Trời ơi, sao thầy nói vô lý vậy, mình ở nhà người ta mà ổng đòi tiền. Đó, đại khái vậy đó. Cho nên á, là chỉ vì học đạo thôi, chỉ vì mình muốn được nghe cái giáo lý để mình gột rửa cái tâm của mình, để mình sáng đạo. Cho nên dầu cái chuyện nó vô lý cỡ nào mà ông thầy ông bắt thì mình cũng phải nghe ổng hết á, để được nghe pháp đó. Cho nên sau đó mới là kêu là rước vị cổ Phật, tất nhiên là đã chấp nhận là ổng đúng là cổ Phật, tất nhiên là đã nghĩa là cái người mà tu tới cái đức độ đó thì còn gì nữa mà không nhận được, làm gì cũng được hết. Thì mình thấy sở dĩ chúng ta học đạo, mà nhất là thời buổi bây giờ văn minh tiến bộ, cơm đồ ăn dư giả, không có phải cực nhọc như ngày xưa đó. Các ngài thiếu thốn lắm, một ngày ăn có một chén cháo thôi, không được tới hai chén nữa, mà các ngài cũng vẫn cố duy trì đó để mà học đạo. Thành ra mình thấy là bây giờ mình suy nghĩ lại, không phải là bắt buộc chúng ta phải khổ hạnh thái quá, trong khi ở ngoài đời Phật tử họ cũng ăn ngon hơn mình, họ cũng đầy đủ hết trơn á. Mà bây giờ Phật tử họ cũng quý thầy quý cô, họ cũng nhịn ăn bớt mặt, họ cũng đem dâng cúng đủ thứ hết, nào là áo quần rồi thuốc men rồi thức ăn thực phẩm, không có cái gì thiếu. Bây giờ thầy hỏi thiệt tụi con có thiếu ăn bữa nào không?
ăn tới cành cái bụng luôn. À, ráng ăn. À, dư nhiều quá nè, kêu gọi nha, bữa nay Trị Nhật ha, nấu lỡ nhiều quá, mấy mình để ráng ăn phụ để bỏ tội. Trời đất ơi, ráng ăn. Mà trong khi Phật có dặn mình á, là ăn á, là chỉ có 9 phần thôi, còn phần chừa lại đói đói để tu. Còn cái này mình quất tới 15 phần luôn, cái bụng nó căng rồi không có tụng kinh ngồi thiền gì được hết. Thành ra mình thấy nhiều khi cái vật chất mà nó thừa thải quá, nó cũng làm cho con mình, con người mình nó mệt mỏi, tu không được. Mà tụi con để ý coi nha, bữa nào mình ăn cái chứ những cái thứ thức ăn mà nó nhẹ nhàng, tất nhiên là không có chiên xào đồ nhiều ha, mà mình ăn nó vừa phải thì tối đó đó cái mình cảm thấy nó thoải mái, lên tụng kinh cũng được mà ngồi thiền nó cũng yên. Còn bữa nào mà ăn nhiều quá nó ách cái bụng, trời ơi, lại xuống thiểu điền nó muốn đói ra, tại vì ăn quá nhiều, ăn quá nhiều đó. Rồi cái ngồi thiền cái bụng trời ơi nó cứ lên hơi nó ở hơi, rồi sao không yên đó. Thành ra có nhiều khi mình á, mình phải biết dừng lại trước những cái mà ngũ dục thế gian nữa con ơi, ngũ dục thế gian. Người ta nói trời ở ngoài đời, người ta nói nè, trời xanh mỗi vật mỗi ngon, từ từ cái miệng chồng con nó nhờ. Trời ơi, gặp bà vợ mà cái gì bà cũng kêu vô mắc vô ăn hết, là coi như là chồng con mệt mỏi với bà luôn á, tiền đâu mà đi chợ. Còn mình cũng vậy nữa, trời xanh mỗi vật mỗi ngon, từ từ cái miệng đàn na họ nhờ. Trời ơi, chứ mình ăn quá tội nghiệp họ, họ làm cực khổ đem cúng cho mình mà ăn thừa thải quá, rồi dung dãi quá, quan phí quá không được, không biết không? Phải mình, ta nói hữu phước bất khả hưởng tận, biết là bây giờ mình đang có phước nè. Có phước là mình được đi tu, mình được ở chùa, mình được học đạo, mình được có đàn na tín thí, là quý vị đó thương tình cúng dường cho mình để mình yên tâm tu học, đó là có phước. Nhưng mà mình hưởng từ từ thôi, hưởng nó vừa phải thôi, đừng có để mà hưởng hết phước rồi cái nó bị đọa lạc cho nên nó tới chừng đó thì nó rất là khổ. Nếu muốn đem trí tuệ có hạn mà bao trùm sự việc không cùng, thì sự hiểu biết có chỗ thiên lệch, thần khí có chỗ khốn quẩn. Vì thế đối với đạo lớn tất có chỗ ngăn cách. Tất nhiên là trí tuệ mình, cái sự hiểu biết mình có hạn, mà mình muốn bao trùm tất cả sự việc không cùng, thì cái sự hiểu biết nó không có, nó không có đầy đủ, nó không có trọn vẹn, nó có cái chỗ thiên lệch, thần khí có chỗ khốn quẩn. Tất nhiên là tâm của mình, thần khí của mình nó rất là mệt mỏi. Khi mà mình ôm đồn quá nhiều việc, việc này, việc kia, việc nọ, việc nào mình cũng muốn ôm hết. Thiệt ra đó thì việc của Tam Bảo thì nó có rất nhiều. Nhưng mà theo cái khả năng của mình lo được việc gì cho Tam Bảo thì mình lo. Thì lo đó, hết lòng lo làm việc cho Tam Bảo thì được. Nhưng mà đừng có cái mà nó lo, có nhiều khi nó lo hơi lệch. Tất nhiên là không phải là thuần là lo cho đạo, mà ở trong đó nó có cái phần đời trong đó. Thì mình tự xét, tất nhiên là người tu mình xuất gia, mình từ giả cha mẹ, cắt ái từ thân, vô chùa học đạo, thì thầy đó là cha là mẹ, huynh đệ đó là chị là em. Chúng ta phải hết lòng lo, chứ đừng có ở chùa mà cứ nghĩ ở nhà trời ơi, không biết giờ này má mình làm gì, em mình làm gì, chị mình làm gì, trời ơi, rồi cái riết rồi cái tâm hồn không có yên ổn. Thưa thầy, thầy cho con về thăm má con. Nói má con có bệnh không? Nói dạ bây giờ thì chưa nghe nói, nhưng mà con nằm trên bao con thấy má con bệnh. Tưởng tượng nằm trên bao thấy má bệnh. Thành ra thiệt ra đó, không phải là mình nói vậy để mình bất hiếu. Mình bây giờ cái hiếu đạo của mình á, là mình lo mình tu nè. Mình tu đó, mình chỉ đền ơn được cho cha mẹ ở chỗ là mình hết lòng với đạo. Mình lo, mình gạn lọc tâm tư, mình lo nó chăn cái tâm của mình. Còn thí dụ như khi nào mà cha mẹ mình mà không ai lo lắng thì đương nhiên là mình phải về lo lắng.
Còn nếu có anh chị em mà trợ giúp thì để cho mấy người đó họ họ lo. Tại vì khi mình xuất gia, mình đã gửi gắm ba má mình lại cho anh chị em rồi. Đó, để cho mình lo cái phần tâm linh. Đâu có phải mình tu đó là mình chỉ lo cho mình thôi. Mình tu mình được bao nhiêu công đức, mình hồi hướng về cho cha mẹ, cho gia đình và cho tất cả chúng sanh. Thì người ta ở ngoài đời người ta không tu được, thì mình tu giùm ta. Đó, cái này á, ở chuyện ở, ở nhà mình không làm xong rồi, mà vô trong đạo rồi mình cũng lơ là việc đạo, để rồi mình nhảy qua nhảy lại giữa đạo và đời, rốt cuộc không được gì hết. Thì cái đại ý bài này nói là gian nan là điều kiện để mài dũa chí khí người tài, là chất liệu để nuôi dưỡng tài năng của họ mỗi ngày thêm lớn. Những kẻ không từng trải gian nan, tài không thực có, dùng mưu trước để che đậy cái yếu kém của mình, dùng cái chỗ yếu kém của người mà khinh bạc, đem cái trí thấp thỏi của mình mà làm bàn những việc cao xa, tự cho mình là trí nhưng vẫn bị người đời cho là ngu. Bậc trí giả không làm như thế. Thì tâm lý con người ở đời thường mong cầu mình gặp nhiều may mắn thuận lợi trong việc làm, luôn được sở cầu như ý. Bởi thế chúng ta thường nghe người người chúc nhau vạn sự như ý, vạn sự kiết tường. Thế nhưng có phải một cuộc đời luôn luôn gặp hanh thông, thuận lợi và điều may mắn không? Lời xưa có nói, người ta sống được là nhờ ở trong vòng lo lắng hoạn nạn. Người ta phải chết vì ở trong vòng an ổn, vật lạc. Sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc. Tại sao lại có sự nghịch thường này? Chính là bởi trong hoàn cảnh sống có nhiều trắc trở, khó khăn, con người ta phải luôn phấn đấu vươn lên, nghị lực ý chí được trui rèn mỗi ngày thêm mạnh mẽ, tài năng thêm vững vàng khéo léo. Trái lại khi cuộc sống luôn được an ổn, thuận lợi, con người chỉ biết thụ hưởng, sự nhàn lạc làm cho con người sinh ra lười biếng, mất hết ý chí phấn đấu, dễ đi đến chỗ trụy lạc hư hỏng. Thì mình thấy như ở ngoài đời, thực tế mình thấy như ở mình không nói miền Bắc, mình nói chỉ miền Trung với miền Nam đi. Tất cả những cái người học trò, những cái người ở ngoài Trung, họ sống rất là khổ, lũ lụt, rồi ha là đủ thứ tai nạn hết. Mà gia đình nào họ cũng phấn đấu cho con học tới nơi tới chốn nha. Mà đứa học trò đó nó cũng ý thức được mình phải cố gắng mình học thì mình mới có thể đổi đời. Giờ thấy cha mẹ khổ cực quá, mà nếu mà mình không có chịu mà cố gắng nỗ lực thì sau này mình sao mà có thể giúp đỡ gia đình được. Cho nên những đứa học trò ở miền Trung học rất là giỏi, chịu khó đi bộ bao nhiêu cây số cũng được, miễn được đi đến trường để học. Ăn cơm với muối cũng được, miễn được đi đến trường để học. Còn phải nói là dân miền Tây, ở đây ai dân miền Tây? Cho tôi cũng dân miền Tây nè. Rồi đó thôi, dân miền Tây mình sướng quá nha. Ít có lụt, lũ lụt. Lâu lâu thì lụt, nước dâng lên từ từ, mình cũng không thấy gì khó khăn lắm. Rồi cuộc sống thì cũng nhàn nhã, không có dông tố, không có gì hết. Rồi là đất thì cũng dễ trồng, không làm cũng có ăn, không làm đi mót lúa cũng ăn đủ đó. Rồi ha là sao à, tối ngày nằm lên cái giọng hát sáu câu giọng cổ sáu câu giọng cổ rồi ha là nó khỏe lắm. Rồi chiều mấy người mà đi làm đó là làm ngày được 100, chiều lại kêu anh em xúm nhau nhậu 120, thiếu 20. Vậy đó, có mắc nợ, rồi mắc nợ rồi khổ. Rồi có nhiều khi mấy đứa bé rồi nó không có tha thiết học hành hết trơn á. Thôi học cực lắm, đi bán vé số đi. Rồi cái nó đi bán vé số. Rồi thành ra không có tương lai. Tương lai là ở nơi mình không có chịu gian nan, nhẫn nhục, khó khổ để mà học thì làm sao thành đạt. Cho nên cái người miền Trung đó
là thấy trong chánh quyền là người miền Trung nhiều lắm. Người miền Trung là nắm quyền lãnh đạo, nghĩa là họ học tới nơi tới chốn, họ có ý chí phấn đấu vươn lên. Còn cái người miền Nam mình ít khi lắm. Ví dụ như mình cũng có phấn đấu nhưng mà ít, nó không có được như ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, đói rét, nhưng mà họ phấn đấu, họ nên người. Còn ở trong cái hoàn cảnh mà sung sướng quá rồi chúng ta ỷ lại, cho nên rồi không có được một cái tương lai sáng sủa. Thế gian lại có câu lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thực vậy, chỉ có lửa mới biết được tuổi vàng cao hay thấp. Chỉ có gian nan mới thử thách được chí khí anh hùng. Chỉ có gian nan mới rèn luyện ý chí cho những bậc anh hùng hào kiệt. Những ai chưa từng trải qua gian nan khó khổ ở đời, hầu hết không thể trở thành người tài giỏi. Những kẻ khéo giấu che cái dở của mình, khinh chê cái dở của người, ngông nghênh với đời bằng cái trí hạn hẹp của mình, chỉ khiến bậc trí giả cười chê là ngu tối. Người đời vì muốn đạt được chí nguyện của mình, chấp nhận điều khổ cực, không ngại khó khăn. Có vất vả mới thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàn che cho. Người tu với chí nguyện hành Bồ Tát Đạo là một sự nghiệp lớn lao không gì sánh bằng, tất nhiên phải khó khăn hơn, gian nan hơn gấp bội lần. Những ai đã vào cửa đại đạo của Phật giáo đều công nhận rằng học đạo đã khó mà chứng ngộ được lại càng khó hơn, chứng ngộ rồi mà giữ được lại càng khó hơn nữa, giữ được nhưng thực hành lại càng khó hơn nữa. Bởi khi chứng ngộ, khi giữ gìn chỉ cần tinh tấn bền lòng, còn khi thực hành, thiết yếu người hành giả phải có tâm bình đẳng, thệ nguyện kiên cố, lấy sự tổn mình ít người làm mục đích mới có thể làm tròn trách nhiệm được. Thì chúng ta thấy học đạo trăm người, nhưng mà hiểu đạo được bao nhiêu? Hiểu đạo cho là 50 đi, là nhiều quá ha. Rồi, 50 người hiểu đạo này, mà hiểu tới cái chỗ rốt ráo cặn kẽ thì được mấy người? Cũng được, chắc cũng cỡ phân nửa, 25 nha, cho mình dễ giải đi, 25. Rồi bây giờ đó là hiểu được rồi, nhưng mà phải đem ra ứng dụng tu hành thì được mấy người? Trời ơi, học, hiểu nó dễ, nhưng mà khi đem ra ứng dụng rất là khó. Rất là khó, nói thì dễ lắm, mình nói làm sao cũng được hết á. Nhưng mà khi mình làm đó, cái việc làm đó mới là khó. Thành ra mình phải làm sao, mình cố gắng dữ lắm. Mình cố gắng để mình ứng dụng cái việc mình đã học hiểu đó vào cái cuộc sống tu hành này, để chúng ta có được một cái hiểu biết, có một trí tuệ sáng suốt hơn. Mà thiệt ra cái người tu á thì phải có cái tâm bình đẳng, rồi thệ nguyện kiên cố, lấy sự tổn mình ít người làm mục đích mới có thể làm tròn trách nhiệm. Thiệt ra cái tâm bình đẳng này rất là khó nha, tại vì chúng ta lúc nào cũng người thân khác hơn người sơ. Thì bây giờ á, quý vị thấy coi, mình á, một quen 100 người, nhưng mà làm bạn mình thì được mấy người? Mình quen ha, mình quen cho 100 người đi, mà quen biết ai mình cũng quen biết, anh hỏi gì chị đó cô đó hả, thầy đó cô đó gì mình biết hết trơn á. Nhưng mà mình quen thôi chứ mình chưa có thân, chưa có biết họ. Nhưng mà biết rõ họ và thân với họ thì được mấy người? Mấy người bạn thân? Trong cái người quen đó được mấy người là bạn thân của mình? Mà trong mấy người mà bạn thân đó cũng có 5-7 người đó, ai là tri âm tri kỷ với mình? Khó tìm được một người tri âm tri kỷ lắm. Khó mà tìm được một bá nha tử kỳ lắm. Nhưng mà bây giờ á, thí dụ như bây giờ á, mình được có cái tri âm tri kỷ đi, nhưng mà cái tri âm tri kỷ đó có phải là lúc nào cũng ở bên mình hay không, lúc nào cũng ủng hộ mình hay không? Thì
tri âm tri kỷ đó đâu có bằng tri tâm. Tri tâm là tột đỉnh, chỉ cần mình biết mình, biết mình thôi. Còn cái tri âm ha, chứ mà rồi á thì tới chừng mình chết rồi thôi à, có nhớ nó xa rồi thôi họ cũng quên mình hà. Đó, mình chỉ cần biết mình. Đó, cái tri tâm đó mới là cái quan trọng. Mình hàng giờ, hàng phút, hàng giây, cái người bạn này nè, cái người bạn này nè, không có bao giờ vắng hết, không có bao giờ mà bỏ mình hết. Nhưng mà chỉ có cái là mình cứ chạy theo cái bạn bên ngoài đó, mình quên mất cái tâm chân thật của mình đi. Rồi cái mình chạy theo bao nhiêu là cái hào hoa, nhà giả dối, đủ thứ chuyện, là mình quên mất. À, quên mất ông thật, ông Phật của chính mình. Đức Phật từng dạy chúng ta, ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kêu xa nổi dậy. Sự nghiệp đừng cầu không trông gai, vì không trông gai thì chí nguyện không kiên cường. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo. Mấy cái này, mấy câu này ở đâu vậy? À, 10 điều tâm niệm. Ha, 10 điều tâm niệm đó con. Suy gẫm kỹ lời Phật dạy, chúng ta thấy thật là chí lý. À, mình thì cái gì cũng muốn dễ hết á, cái gì dễ dễ làm khó quá thôi đi. Khó quá thôi dẹp quan bên đi. Đó, nhưng mà chính vì cái tâm mà ngại khó đó mà chúng ta không có làm nên được cái sự việc gì hết. Đó. À, thầy có kể cho tụi con nghe cái chuyện mà Tam Sa Tổ Sư chưa? Tam Sa Tổ Sư là cái gì? Tam Sa là cái gì? Ba Xe. Ba Xe. À, Tổ Sư Ba Xe. Sa Tổ Sư Ba Xe. À, là cái chuyện như vậy. Là hồi ngày Huyền Trang đó, trước khi mà đi thỉnh kinh bên Ấn Độ đó, bên Tây Trúc á, thì Ngài phải trải qua một đoạn đường rất là xa ở trên đất nước của Ngài. Trải qua là núi rừng, sông suối, trời ơi, bao nhiêu là gian khổ. Thì khi Ngài còn ở trong địa phận Trung Hoa đó, thì đi ngang qua một cái dãy núi. Một cái dãy núi thì Ngài thấy có một cái hang động ở trong cái núi, nó có một cái hang, mà ở trước hang nó thì dơi, nó ị đầy hết á. Cái Ngài mới suy luận, Ngài nói nếu mà trường hợp mà dơi mà nó ị như vậy đó, tất nhiên là trong hang không có người, tại vì nếu có người thì dơi nó đâu có lộng hành như vậy đó. Cái Ngài mới tò mò, Ngài đi vô coi suy luận mình có đúng hay không. Cái Ngài đi vô, cái Ngài thấy ở trong cái hang tối tăm có một cái bức tượng cổ quái, trời ơi ghê lắm, sần sùi mà đen nữa, mà ở trên cái đầu của pho tượng đó là một cái ổ chim khổng lồ, mà mấy con chim nó kêu chip 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 ở trên cái đầu của Ngài, ở trên cái bức tượng đó. Cái Ngài đến gần có phải bức tượng hay không, thì dưới con mắt kinh nghiệm của người tu thì Ngài khám phá đây là một hành giả đang nhập định, chứ không phải là bức tượng. Ngài mới lấy cái linh Ngài lắc. Thì từ từ cái quai hàm của bức tượng nó mới nhúc nhích từ từ rồi cái mới nói chuyện được thật lâu. Cái tới hồi ông nói được rồi, cái Ngài mới hỏi vậy chứ, ông là ai? Nói tôi ngồi đây tôi chờ Đức Phật Thích Ca ra đời thành đạo, để rồi tôi đi phụ Ngài đi giáo hóa. Cái Ngài Huyền Trang nói trời ơi, Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi, mấy trăm năm rồi. Cái ông nói vậy hả? Vậy thôi giờ tôi ngồi đây tôi chờ Đức Phật Di Lặc ra đời để tôi phụ Ngài giáo hóa. Cái Ngài Huyền Trang nói trời ơi, ngồi chờ đó mấy triệu năm nữa mới Đức Phật Di Lặc mới ra đời, thôi bây giờ ông ra ông phụ tôi giáo hóa đi, nó thực tế hơn. Cái ông suy nghĩ, ông nói ừ thôi cũng được. À, cũng được, cái ông chịu. Cái Ngài Huyền Trang nói nhưng mà cái hình hài của Ngài cũ kỹ quá, hình hài mấy trăm năm mà cũ kỹ quá, bây giờ ông phải đầu thai lại, ông phải tìm cái thân mới rồi mới thích hợp với cái hoàn cảnh xã hội bây giờ rồi mới làm Phật sự được. Cái ông chịu. Cái Ngài Huyền Trang dặn đó nha, ông mà ông đi vô Trường An tức là kinh đô của nhà Đường, ông gặp một cái nhà nào mà nhà lầu mà có cái mái ngói mà như là
như vàng vậy, lấp lánh lấp lánh lấp lánh. Ông vô đó nha, vô đó đầu thai á. Rồi cái ổng mà rồi cái đi thiện ổng mà ổng đi đầu thai, còn ngài á là đi thỉnh kinh. Tới chừng sau 17 năm trời lặn lội thôi trở về thì ổng nhớ cái chuyện, ổng hứa là có cái ông này nè, phụ để hoằng pháp. Cái ổng đi vô gặp thì nhà vua đó trời ơi, tổ chức linh đình, tăng chư tăng đồ đón tiếp cả triệu Phật tử, nghĩa là hồ hởi phấn khởi, là đặng ngài thỉnh kinh được thành công trở về. Cái khi mà gặp na vua, nhà vua cái ổng nói cung hỷ thánh thượng. Cái ông vua ổng nói có gì đâu mà cung hỷ, nói dạ cung hỷ thánh thượng được hoàng tử. Nói ta đâu có hoàng tử đâu, không có hoàng tử. Cái ngày mình tra nó ủa sao kỳ vậy, mình kêu ổng đi vô đây mà. Rồi cái ngày mới nhập định, ngày nhập định coi có ổng đi đâu. Té ra ổng qua nhà ông Quốc Trì Cung á, ổng qua bên cái nhà ông quan tể tướng, ổng nhập thai bên đó. Trời đó, ổng đi lộn địa chỉ, trời chỉ cái nhà này mà ổng đi qua cái nhà kia thì cũng gần đó. Rồi cái ngày Nguyễn Trang mới qua nói thì bây giờ đó là làm cháu nội của ông Quốc Trì Cung. Ổng là một trang thanh niên rất là đẹp trai nha, đường đường tăng tu, nghĩa là đường tướng rất là đẹp mà quay hùng lắm, coi như mà xuất gia mà làm tăng á là coi như là sau này sẽ là pháp khí. Cái ngày ông Trang nói dạ ông đi tu nha, nói không, ổng có đi tu đâu. À, đi tu gì, đi tu hả, sao tự nhiên tôi sống sung sướng gì bắt tôi đi tu. À, không đi. Cái thấy khuyên cũng được, cái ngày Huyền Trang thì mắc lo bao nhiêu công việc là soạn sách vở đặng dịch thuật rồi chỗ nơi rồi kêu gọi tất cả nhân tài rồi đặng góp sức vô để mà dịch kinh, đâu có rảnh đâu. Cái mới giao lại cho ông vua, nói bây giờ bệ hạ phải theo dõi đó, kêu cái ông đó đi tu đi, ổng sau này ổng sẽ phò tá để làm hoằng pháp lợi sinh rất là đắc lực. Cái ông vua cũng nhận, tại vì ông vua đâu cũng kết anh em với ngài Quỳnh Trang rồi đó. Cái ông nghe lời, cái ông nói rồi, cái ông vua thì ổng ra định dễ thôi, kêu cái ông quan đại tướng đó, cho thằng cháu nội đi tu. Cái ổng về ổng nói con ơi, nhà vua á kêu á là con phải đi tu. Cái ổng nói trợ mắt về nhà vua kêu con đi tu, con đang sống sung sướng gì tự nhiên kêu con đi tu là sao, con không có đi tu đâu. Nó ủa vậy rồi thí dụ như mình không đi tu là mình mắc tội khi quân là chết á. Cái ổng suy nghĩ sao ổng nói vậy hả, nhưng mà con phải qua con gặp đức vua, con gặp mà hoàng đế, rồi con hỏi vì sao mà kêu con đi tu, mà nếu mà bắt con đi tu thì phải đáp ứng lại ba yêu sách của con, nếu mà thuận theo ba yêu sách đó thì con mới đi tu. Rồi cái ổng qua ổng gặp thì vua ổng đâu có sợ ai đâu, ổng qua ổng gặp nói bây giờ cái bệ hạ kêu thần đi tu, mà thần không đi tu là thần phải chết, cho nên thần thì chưa muốn chết, cho nên bây giờ là nhưng mà muốn cho thần đi tu là bệ hạ phải giải quyết cái chuyện của thần. Thần có ba yêu sách. Hỏi yêu sách gì? Thứ nhất á là tại vì á là thần không có ăn chay được, ăn rau củ quả là thần không ăn chay, mà ngày nào thần cũng ăn thịt và thần thích thịt lắm. Bây giờ thần đi tu là phải đem theo một cái xe thịt cho thần, đi tới đâu là phải có một xe thịt cho đó. Ông vua ông nói trời ơi đúng là thời Phật tử họ còn ăn chay nữa, mà cái ông thầy chùa này ông đi tu ông đem theo xe thịt. Nhưng mà nhớ là ngài Huyền Trang ngài dặn á, ông có đòi yêu sách cỡ nào cũng chấp nhận. Cái nói thôi được. Còn yêu sách thứ hai, cả thần thích uống rượu lắm, ăn thịt thì phải uống rượu, cho nên á là phải cho một xe rượu đi theo sau cái xe thịt, chỗ nào mà thần đến là có rượu thịt đàng hoàng. Cái ông này ông nói trời ơi toàn giới cấm nè, nhà chùa cấm mà giờ ông đòi như vậy. Rồi làm sao? Rồi cái nói thôi cũng được đi. Cái ông này ông thấy trời ơi sao ông vua ông chấp hành, ông thỏa mãn lời yêu sách của mình dễ dãi vậy, thừa thắng xông lên. Còn điều kiện thứ ba nữa là gì? Có một xe gái đẹp. Thần thích gái đẹp lắm, thần không thể thiếu gái đẹp. Trời ơi, ông nói trời ơi, rượu thịt thì mình còn giấu giếm được, chứ mà gái đẹp mà dẫn rần rần đi vô chùa đó là sao mấy ông thầy đi tu được. Cái ổng trời ơi, ổng khó xử quá, nhưng mà ổng nghĩ tới ngày Huyền Trang dặn, ổng nói thôi được. Ngày cái ông con này đi tu đó,
là xe ổng đi trước, một xe thịt đi kế, một xe rượu đi kế và một xe gái đẹp theo sau. Răng răng rổ rổ, người ta trời ơi, người ta coi hiếu kỳ, lạ lùng, cổ xuất gia đặc biệt. Rồi cái ổng đi, nhưng mà Ngài Huyền Trang đã sắp đặt rồi. Khi mà ổng đi gần tới chùa, tới chùa là một cái ngôi chùa đó là cũng nổi tiếng, nổi tiếng là chùa của vua mà. À, cho nên á, là chuẩn bị chiên trống, chuông trống Bát Nhã đánh để đón tiếp. Đón tiếp mà ổng đi tu nè, đánh, đánh quá rồi đánh. Tự nhiên ổng tỉnh, ổng nói, ủa mình là tu sĩ mà, mình có hứa với Ngài Huyền Trang mình đi theo họ tá Ngài mà sao tự nhiên giờ đem theo ba cái xe này kỳ vậy. Ổng nói, thôi lui, đi về, cho ta không cần, không cần ba xe này nữa. Ổng vô ổng tu, thì ổng là Ngài Khuy Cơ đó. Ngài Khuy Cơ là sau này á, là tiếp nối Ngài Huyền Trang mà là đệ tử xuất sắc và kế thừa, giúp Ngài Huyền Trang rất là nhiều trong cái việc bằng dương chánh pháp. Thì mình thấy đâu có phải mà trời ơi đó phải dễ đâu con, phải thành ra nói là Bồ Tát còn mê khi cách ấm. Khi mà ổng cũng như là Bồ Tát La Hán rồi, ổng là đã tự động mà đi vô đi thọ thai, đâu có phải là theo nghiệp gì đâu, cái này là tự nguyện ổng vô. Nhưng mà khi cách ấm vẫn còn mê, mà nhờ Ngài Huyền Trang là cho chuông trống Bát Nhã. Trời ơi, tụi con nghe chuông trống Bát Nhã tụi con có tỉnh gì không vậy? Trời, ngày nào cũng nghe hết, nghe thùng 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 thùng, nghe điếc cái lỗ tai, nghe quá trời mà sao mình không tỉnh. À, đó hai ngày, tại vì cái Bồ Tát người ta sẵn cái hạt giống đó rồi, chỉ cần nghe lại là nhớ liền. Cho nên là nghe có một lần đó là ngày tỉnh ngộ luôn. À, còn mình thì hạt giống nó còn yếu quá, nó chưa có, căn cơ của mình nó chưa có sâu dày, cho nên mình nghe nhưng chưa có tỉnh. Thì mình thấy là tu hành nó cũng khó, rất là khó. Mà nhất là bây giờ á, mình phải tu làm sao đó, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, nó còn huống nữa mình bây giờ mình không phải Bồ Tát là kiếp sau mình lơ cái mình quên mất tuốt cái việc tu á nha. Quên á, quên mà phải có ai mà nhắc nhở đồ kia dữ lắm nữa rồi mình mới nhớ lại. Cho nên giờ mình phải ráng tu, bây giờ mình phải ráng tỉnh. À, chứ con không có thể mà lơ mơ là không có được đó. Tụi con biết hạnh phúc ở đâu không vậy? Biết hạnh phúc ở đâu không? Sao mà ai cũng đi tìm hạnh phúc lắm ạ? Biết ở đâu tìm? Mà có người tìm được không? Ở trong đây có ai tìm được, có chú với có tìm được hạnh phúc không vậy? Có không? Thiệt ra sống ở trên đời ai cũng đi tìm hạnh phúc, ai cũng muốn mình được hạnh phúc an vui, chứ không ai muốn mình bất hạnh khổ đau hết. À, nhưng mà có một cái đám quỷ nó mới bàn tính với nhau, nó quỷ là nó luôn luôn hại người không à, nó hại mình. Nó nói là bây giờ mình phải làm cho con người đau khổ mình mới hả dạ. Quỷ là chuyên môn á, nó muốn làm con người đau khổ. Cái nó họp lại nó bàn, nó nói cái con quỷ nó nói bây giờ mình muốn cho họ đau khổ ha thì dễ lắm, mình sẽ đem cái hạnh phúc của họ mình giấu đi, thì con người chỉ cần không có hạnh phúc một ngày đêm là họ chịu hết nổi rồi, cho nên họ sẽ khổ rồi. Nhưng mà bây giờ giấu ở đâu đây mới được nè? Thì có con quỷ nó nói giờ đem lên ngọn Hy Mã Lạp Sơn, ngọn Everest là cao nhất á thế gian đó, họ đem lên đó. Cái con quỷ nó nói không có đâu, bây giờ họ đi khám phá dữ lắm, là núi non cỡ cao cỡ nào họ cũng tới, rồi họ sẽ tìm được hạnh phúc họ đem về. Nói thôi giờ quăng dưới biển đi, dưới biển sâu. Nói không được, giờ tàu bè đâu, họ chế tạo đủ thứ, tìm thủy đỉnh đồ, gì đủ thứ ở dưới, họ đi khám phá rồi họ cũng tìm được hạnh phúc họ đem về. Nói thôi bây giờ mình gửi qua hành tinh khác. Thì con quỷ có con quỷ nó không được đâu, tại vì bây giờ đó là khoa học tiến bộ, nó họ đang là khám phá các hành tinh nè, rồi họ cũng qua đó họ kiếm họ đem về được. Cái có con quỷ già lụm cụm cái nói ra, nó nói ta biết chỗ giấu hạnh phúc của loài người rồi. Nó giấu ở đâu? Giấu ngay chính họ, giấu ngay trong tâm họ. Tại vì con người có xu hướng là chạy ra ngoài tìm hạnh phúc,
họ quên, họ không có bây giờ mà quay trở về với họ hết trơn á. Họ chạy đầu này đầu kia đầu nọ, rồi họ chạy tứ tung rồi hả, đi tìm hạnh phúc, rốt cuộc rồi họ cũng khổ đau, vì họ không biết quay về chính bản tâm họ. Bản thân họ mới là hạnh phúc ở trong ngay chính con người họ. Thành ra rồi á, họ sẽ khổ đau. Thì bây giờ thấy thiệt ra đó, chúng ta khổ vì sao? Chúng ta chạy tìm cầu ở bên ngoài nhiều quá, không có phút giây nào mà dừng lại để nhìn lại chính mình, à để coi có mình đang nghĩ gì, mình làm gì, mình muốn gì, tham sân si kiểu nào không có. Cứ một bề phóng ra để mưu cầu hạnh phúc, muốn tranh danh đoạt lợi, muốn hưởng thụ giàu sang, muốn đủ thứ chuyện ở trên đời đó. Đó. Vậy đó, thành ra rồi con người nó vẫn khổ. Bây giờ thầy kể cho tụi con nghe cái chuyện mà học cách đi đứng nha. Có một vị ẩn sĩ, một tu sĩ ẩn ở trên núi lâu ngày. Cái ổng mới nói với đám đệ tử nhỏ nhỏ không à, bây giờ tụi con muốn xuống núi phải không? Bây giờ phải học cách đi đứng đi cho đàng hoàng đi, mà ai mà qua vượt khỏi cái kỳ thi mà thầy thử thách được, thầy sẽ cho xuống núi. Rồi cái ổng bắt đầu cuộc thi, cái ổng đi trước, thì mấy đệ tử theo sau. Cái ổng điên hồi, ổng ngoảnh lại, trời đất ơi, ta đâu phải là người dẫn đường, làm gì đi quan sát ta vậy? Cái mấy đệ tử nghe về quảng hồn, nó chạy ùa ra phía trước. Cái hồi cái ổng nói, trời đất ơi, ta đâu phải là hầu cận của các ngươi đâu, mà giờ đi trước ta đi sao? Cái mấy đệ tử nó quảng hồn, chạy ngang hàng với ổng, đi ngang hàng. Cái ổng nói, thầy trò mà ngang hàng gì, còn lễ giáo thể thống gì nữa, không được. Cái tới chừng đó đệ tử quớ rồi, đi sau thì thầy không cho, đi trước thầy không chấp nhận, giờ đi ngang hàng với thầy cũng không chịu nữa, giờ làm sao? Thôi chúng con thỉnh thầy dạy cho chúng con cách đi đứng như thế nào cho hợp đạo. Cái ông thầy ông nói thiệt, đi đứng cái kiểu nào không quan trọng, nhưng mà đi nè, nếu mà đi trước á thì phải hy sinh gánh vác tất cả mọi việc, đại lao cho tất cả những bậc tiền bối, làm tất cả mọi việc cho Tam Bảo, thì nên đi trước. Đi trước để gánh lấy trách nhiệm và chia sẻ những cái coi như là giúp đỡ những cái bậc thầy của mình. Còn trường hợp đi sau đó là khi nào được công danh phú quý, hưởng quyền lợi, hưởng danh lợi gì đó thì đi sau, để cho mọi người hưởng hết đi, mình từ từ sau cũng được. Rồi còn trường hợp thứ ba là đi ngang hàng làm sao? Là các con phải đi ngang hàng với những người nghèo khó, những người nghèo khổ cần giúp đỡ. Mình đi ngang họ để mình biết, mình coi họ cần cái gì, mình giúp đỡ họ. Thì trường hợp đó là phải đi ngang hàng thì mình mới thông cảm để mà giúp đỡ họ. Mà nếu ai đi được như vậy đó thì thầy cho xuống núi. Tụi con xuống núi được chưa? Ở đây có núi đâu mà xuống. Xuống phố phải không? Thiệt ra đó, bây giờ mình tụi con là thế hệ trẻ, với thầy thì cũng già rồi, bây giờ mình phải đi trước, mình phải đi trước để mình lãnh lấy trách nhiệm đó, mình đại lao cho bậc thầy của mình, cho những vị mà lớn tuổi. Còn đôi lúc mình phải đi sau là khi mà được có lợi lạc, danh lợi gì đó, là để cho huynh đệ hưởng, mình ở sao thẳng từ từ, mình không có dành phần gì hết á. Đó, rồi là mình phải thường đi ngang hàng với tất cả những người cần giúp đỡ. Có thể đó là huynh đệ của mình, có thể là những người nghèo khổ, có thể là những ai đó đang cần sự giúp đỡ. Cho nên chúng ta phải biết ba cách đi. Đi làm sao cũng có lỗi, mà đi làm sao cũng không có lỗi hết. Đó là mình phải đi với cái tâm niệm thênh thang, quảng đại, bình đẳng, không có thân sơ, để sẵn lòng làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người tu. Rồi thầy kể cho tụi con nghe câu chuyện con ốc sên nha, có nghe chưa? Con ốc sên. Có một con ốc sên con á, bữa đó nó thủ thỉ với mẹ, nó nói mẹ, tại sao mà
Ốc sên chúng ta khi ra đời phải mang trên mình một cái bình nặng nề như vậy. Cái bình là cái vỏ của nó đó. Nặng nề quá. Cái mẹ nói, tại vì chúng ta không có xương con à, cho nên cái bình đó là để bảo vệ thân mình. Cái con ốc sên con nó nói, con thấy con sâu rộm đó hả, nó đâu có xương đâu, mà nó cũng đâu có mang cái bình như mình. Cái con ốc mẹ nó nói, không con ơi, con sâu rộm đó rồi mai mốt nó sẽ thành con bướm bướm, nó bay lên và bầu trời sẽ bảo vệ cho nó. Rồi con ốc sên con nó nói, nhưng mà con thấy con dung á, nó đâu có xương, nó đâu có xương sống gì đâu, mà nó cũng đâu có mang cái bình như mình. Nó không, con dung á, thì nó gặp việc nó chui với lòng đất sẽ bảo vệ cho nó con ạ. Khi con ốc sên nó khóc thút thít, nó nói, trời ơi, thân mình nó không được trời che đất chở. Trời không che đất không chở mà mình phải mang một cái bình như vậy, nó nặng nề quá. Rồi mẹ nó nói, đúng rồi, chính vì trời không che đất không chở cho nên mình mới có một cái bình này để tự bảo vệ lấy mình con à. Mà không, mình không có sống ỷ lại, mình không có nương tựa, mình không có cầu xin ai hết bằng sức của mình. Mình phải tự bảo vệ lấy mình, cho nên chúng ta phải cần mang cái bình trên lưng. Rồi, hết chuyện. Gì con? Được rồi. Nhưng mà bây giờ đã học tới 3:30 hả con? À. Trời ơi, còn nhiều câu chuyện hay quá mà thôi, để bữa khác. À, kể thêm nha. À, cái câu chuyện về mẹ. Có một anh chàng đó là 30 tuổi. Sau khi học hành, đỗ đạt, thành đạt và có sự nghiệp rồi, một hôm mới nghĩ tới mẹ mình. Mẹ mình đã dày công lao khổ nuôi mình ăn học. Bây giờ mình đã thành đạt rồi, mình phải làm thế nào để đền ơn cho mẹ? Mình phải làm cái gì mới được để đền ơn cho mẹ đây? Cái anh ta về anh nói, thưa mẹ, giờ con muốn làm cái gì đó để đền đáp ơn của mẹ, mẹ có bằng lòng hay không? Cái nói, con ơi, chỉ cần con sống an vui hạnh phúc là mẹ mừng rồi. Mẹ không có cần con phải làm cái gì để đền ơn cho mẹ hết á. Nhưng mà cái anh chàng này quyết định, không, con nhất định là con phải làm để con báo hiếu. Làm sao đó con báo hiếu cho mẹ, con đền ơn cho mẹ. Cái anh ta yêu cầu quá, cái bà mẹ nói, thôi cũng được. Thôi nếu mà con muốn đền ơn mẹ, tối nay con về đây con ngủ với mẹ trên cái giường này. Cái giường này tất nhiên là cái giường từ khi anh ta lọt lòng cho tới bây giờ bà mẹ vẫn còn ngủ trên đó. Thì anh ta nói, trời ơi, với cái tuổi này mà mẹ bắt con về ngủ với mẹ thì coi cũng hơi kỳ đó. Nhưng mà nếu mà cái việc này mà khiến mẹ vui thì thôi con cũng cố gắng làm. Rồi tối lại cái anh ta về ngủ với mẹ. Thì anh ta nằm xuống, anh ta ngủ say sưa, tại vì công việc ban ngày nó cũng mệt mỏi đó. Cái anh ta ngủ, cái bà mẹ đó nửa đêm, cái bà xách một xô nước, cái bà rưới, bà lấy cái ca, bà rưới sau lưng anh ta cứ ướt hết. Cái anh ta lăn qua chỗ khác, anh ta ngủ thấy ướt ướt nhưng mà cũng còn say ngủ, lăn qua chỗ khác ngủ. Cái anh hồi cái mới vừa yên yên, cái bà lấy nước, bà rưới 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 rưới. Cái anh ta mới, trời ơi, quay hồi cái đó. Thôi đất ơi, sao kỳ vậy? Cái anh ta chợt ngồi dậy, cái anh ta nói, mẹ, bộ mẹ kêu con về đây ngủ là để bà mẹ bắt con phải ngủ trên nước như vậy đó hả mẹ? Cái mẹ nói, không con à, từ khi con mới mở mắt chào đời, con đã ngủ trên cái giường này và một đêm là con tè không biết bao nhiêu lần, và mẹ đã thức dậy thay tã cho con, và mẹ mới để con qua một cái chỗ khô và mẹ nằm cái chỗ ướt, tại vì mẹ không có thể nằm xa con, tại vì mẹ muốn bảo vệ con, mẹ sợ con lăn té rồi đó. Rồi cái con tè nữa, cái mẹ thay tã và mẹ cũng dời con qua cái chỗ khô, rồi mẹ lại nằm chỗ ướt. Và cứ như vậy đó mà con đai cả cái giường ướt hết. Bây giờ đó, con chỉ cần con ngủ được trên cái giường này một đêm mà với cái ướt như vậy đó là con đã đền ơn mẹ rồi. Mà không được, mới có một chút mà lạnh quá chịu không nổi. Thành ra mình thấy là có những cái ơn mà mình có thể đền cho mẹ. À, thí dụ như mua sắm cho mẹ ha, phụng dưỡng mẹ hay là lo lắng cho mẹ trong khi mẹ đau ốm.
Nhưng mà có những cái ơn đó, con làm sao con đền đáp được? Bên khô ráo thì con nằm chỗ ướt, à gì bên khô gì bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Đó, cả như vậy mà cả trải qua tháng năm dài, chứ đâu phải một ngày một đêm. Nhưng mà mẹ đâu có bao giờ mà nói về cái khổ của mẹ. Đó là cái niềm hạnh phúc, niềm vui của mẹ khi lo cho con. Con có thể bù đắp được cái chỗ cái tình cảm của người mẹ đối với con hay không? Thành ra có những cái mà chúng ta không thể đền đáp được cái công ơn của mẹ mình. Những cái mà nó coi như là nó cái việc nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà nhớ cái tấm lòng của mẹ thì bao la, không có tính đếm, không có thể đo lường, không có thể cái gì được hết. À, cho nên bổn phận làm con, thiệt ra chúng ta cũng phải, nếu còn ở ngoài đời, thì quý vị cư sĩ, các vị cũng nên nhớ tới ơn của mẹ mình, cha mẹ, mà lo lắng cho mẹ trong cái lúc tuổi già, những ngày thường, ăn uống, đau ốm, thuốc men, bệnh hoạn. Rồi khi mà chết, mẹ chết rồi, cũng phải lo cái phần tâm linh cho mẹ, là cầu cầu siêu cho mẹ về cảnh giới an lành. Và lúc nào mình cũng khuyên mẹ nên đi chùa đó, nghe Phật Pháp, để cho mẹ được tự thân, được an ổn. Đó, rồi thiệt ra còn đối với người tu, mình cái phần mà chăm sóc cho mẹ ở thế gian mình đâu có làm, không có làm được đồng xu các bạc nào để đem về cho mẹ mua thức ăn, mình cũng không có chăm nom mẹ khi mẹ đau ốm, mình đâu có làm được cái gì đâu, không giặt được bộ đồ, không nấu được bữa cơm. Thì bây giờ bổn phận mình là tu rồi, là mình quyết chí mình tu. Chỉ có tu mà khi nào mình đạt được đạo quả, khi mà cái tâm mình yên ổn rồi thì mới gọi là đền ơn cha mẹ, và cũng là đền ơn tất cả bốn ơn, từ ơn Phật cho tới ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na tín thí và ơn tất cả chúng sanh. Cho nên á, bổn phận của chúng ta là phải nỗ lực tu, chỉ có tu mới gọi là đền ơn thôi, chứ giờ không có làm gì để đền ơn cho mẹ được hết. Rồi bây giờ thầy hát cái bài về đi thôi ha. Đáng lẽ gì con phải đưa cho thầy hát trước khi thầy giảng. Bây giờ nãy giờ thầy giảng nó khô cái cổ, nó khàn cái giọng rồi. Bây giờ đưa cho thầy hát. Về đi thôi này người bạn hãy quên, đã từ lâu cuốn xuôi theo dòng đời, càng trôi xa càng chơi vơi, mau lái thuyền tìm về bên em ơi, cội đá xưa rờ bóng mát, nơi có người lòng từ ái bao la. Về đi thôi đừng chạy tìm đâu xa, chỉ tại đây phút giây trong hiền tiền, còn bao nhiêu thuộc di vang, muôn phức rồi cũng đừng hòng tương lai. Thì em ơi rồi sẽ thấy, thanh thản lòng đời đẹp biết bao nhiêu. Về đi thôi giữa tình lặng cô liêu, để rồi ta mới thương nhau thật nhiều. Toàn nhân sinh đồng bán thế, ta với người thật chẳng khác chi đâu. Mà bao lâu vì cố chấp ngăn cách lòng, để rồi thấy xa nhau. Về đi thôi mình tìm về bên nhau, mỉm cười tươi xóa tan bao muộn phiền, cùng chung vai cùng sát cánh, ta quyết lòng làm học với lo tu. Hành công phu thường tinh giác, cho đến ngày nào hàng tinh không quên. Về đi thôi này người bạn hãy quên,
Về đi thôi này người bạn hãy quên, về đi thôi này người bạn hãy quên. Cái này á, là nếu mà học ca thì tụi con có thể hát nhanh chút cũng được. Còn cái bài ngày xuân đi qua đó thầy có hát cho tụi con nghe rồi có không? À thôi để thầy hát nha. Ngày xuân đi qua, ngày xuân đang đến y à, qua vui rằng xuân đến y à, nhớ tù rằng xuân đến y à, nhớ buồn hay tu ngày tháng qua không đợi chờ, cho tóc bạc màu răng rụng y à, mặt mờ rằng ngày tháng y à, dê qua rằng cuộc sống y à qua màu. Trần gian vui đó y à, chóng qua rằng vui đó y à, khổ ngày rằng vui đó y à, mất ngày gắn tu và nhớ buông luôn rằng lòng hơi thở ra vào màn sông chớp mắt qua rồi rằng đại chung y à, nhớ tu rằng đại chung y à, nhớ buồn ngày xuân qua mất chúng ta gắn tu, ngày xuân qua mất chúng ta gắn tu. Rồi mình làm luôn bài nữa đi, khuyến mãi. Ngày ấy bây giờ, ngày ấy là ngày xưa, ngày sửa đấy. Ngày hôm nay ta vui sum vầy, rồi đến lúc buồn phục chia tay. Người xa nhau lòng sâu mang mang, thấy trong mắt mình như hình cây cây. Một mình ta lang thang nơi này, từ muôn kiếp mãi đến hôm nay. Niềm vui qua rồi sau miên miên, xót thương kiếp người vô thường không hay. Nhờ hướng Phật Pháp mình cảm thấy bình an, và những buồn đau rơi dần theo thời gian. Lòng thấy nhẹ nhõm khi tình không còn chấp, nghe chừng đang dâng niềm hăng hái. Trời ha. Giờ đây ta thong dong trên đường, hồn nhiên sống mà chẳng vân vương. Lòng thênh thang ngập tràn yêu thương, khắp cùng muôn loài thương ơi là thương. Rồi. Dạ cũng đến giờ rồi con hả? Nhưng mà giờ thầy kể thêm câu chuyện nữa nha. 3:30 rồi, kể thêm chuyện chút nữa. Bây giờ thầy hỏi tụi con ha, là cuốn sách và cái giỏ đựng than, là cái chuyện này nó xảy ra bên Mỹ á, ở tiểu bang Kentucky ở miền Đông á, có hai ông cháu sống với nhau. Thì ở trong một cái trang trại, hồi xưa đó người ta đốt than, đốt bằng than chứ đâu có bếp điện, bếp ga gì đâu. Và rồi cái ông người ông mới nói là, mà người ông này có cái tánh, có cái tật là ham đọc sách lắm. Ông đọc sách từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối. Còn ánh mặt trời là ông cứ đọc. Rồi cái thằng cháu á, thằng cháu nó nói, ông có sách, trong sách có cái gì hay ra mà cháu thấy ông đọc hoài. Cuốn có nhiều khi ông đọc đi đọc lại tới nó có mòn cuốn sách mà ông cũng còn đọc. Nói sách thì cũng có cái hay đó, con nên đọc sách đi. Cái nó đọc,
Nó đọc cái đọc thời gian ấy, nó nói ông ơi con đọc con không hiểu gì hết trơn á, con không hiểu mà có hiểu đi nữa là mới đọc con hiểu rồi cái sắp sách xếp sách lại cái quên mất tiêu. Con thấy không có ích lợi gì trong việc đọc sách thôi. Cái người ông không nói gì hết, chứ ông mới nhờ nó bây giờ con xách cái giỏ đựng than rồi đó, giỏ đựng than người ta lấy hết than rồi còn giỏ, con ra ngoài cái dòng suối đó con xách vô cho ông một giỏ nước. Thế nó cũng nghe lời ông, nó chạy ra ngoài mà bờ suối nó xách vô giỏ nước, mà giỏ nước là biết quý vị biết là nó rớt hết trơn rồi, không còn một giọt nước nào. Cái nó xách cái giỏ khăm vô cái nói ông ơi nước chảy hết trơn rồi, không còn giọt nữa hết á. Nó không, con này mà con cố gắng con chạy nhanh hơn nữa chắc còn á. Nghe nó chạy trở ra nó chạy như vậy đó, mà nó cố gắng hết sức ha, cứ đem xách giỏ nước á chạy 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 rớt dọc đường không còn gì hết. Rồi nó làm tới cuối cùng nó mệt lá người, cái nó nói ông ơi trời ơi con thấy nha, để con lấy cái xô con xách thì bảo đảm. Cái ông nó nói không, ông không cần xô nước, ông chỉ cần một giỏ nước. Cái nó nói trời ơi nhưng mà con thấy đâu có ích lợi gì đâu, nước nó chảy hết trơn rồi đâu có kết quả. Cái người ông nó nói đâu, con nhìn là cái giỏ nó có cái gì khác lạ không. Cái nó nhìn là cái giỏ, té ra cái giỏ bây giờ nó trắng rồi, nó không có đen thùi lùi như cái giỏ than hồi nãy nữa. Cái ông nói con ơi con đọc sách cũng như vậy đó, có thể là con không hiểu nha, con không biết gì hết, nhưng mà nó thấm từ từ, cái lời hay ý đẹp, lời của Thánh Hiền nó sẽ thấm từ từ vào tâm con, và tâm con sẽ được chuyển hóa từ từ, giống như cái giỏ đựng than mà nãy giờ cứ đem đi xách nước hoài, xách nước hoài rồi nó sẽ từ đen thùi nó tới trắng, hết chuyện. Bây giờ thì mình không đọc sách, mình đọc kinh, đọc sách. Thiệt ra mình đọc sách Thánh Hiền nó có nhiều điều lợi ích lắm. Ví dụ như ở ngoài đời người ta tham khảo những cái sách về những cái như là kỹ thuật thế gian, cái cách gì, sách gì, rồi nó cũng như vấn đề chuyên môn về kỹ thuật, mỹ thuật, đồ này kia, nó cũng có lợi ích, nó giúp cho cái kiến thức của con người. Còn thiệt ra thì chúng ta bây giờ chúng ta tu đó, mình không có thời gian để nghiên cứu cái những cái sách của thế gian nhiều. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đọc kinh sách ở trong nhà đạo. Thầy thấy rằng ở trong tâm môn thiền của mình là sách của sư ông đó là qua trời nhiều. Thiệt ra không có thời gian đọc nữa. Sách của sư ông và sách của quý thầy, của quý sư đồ này kia rất là nhiều. Thiệt ra mình cũng nên tích lũy những cái kiến thức đó. Thấy là có nhiều khi đọc thấy chán chết à, không hiểu, nhưng mà con đọc lâu ngày rồi nó sẽ thấm dần dần đó, chứ đâu có phải một ngày một buổi gì đâu mà mình mới thì nó thấm dần giống như cái giỏ vậy đó, rồi cứ hội rồi cái giỏ nó trắng bóc hồi nào cũng hay đó. Thành ra bây giờ sở chỉ mà thầy có nhiều câu chuyện để kể cho đại chúng nghe là cũng nhờ thầy đọc sách. Rồi đọc sách rồi mình đọc lừa trong những sách đó, nó cái gì nó có những cái ý ngầm, mình có thể sách tấn được tu hành á, mình đọc nó có nhiều lợi ích lắm nha. Thí dụ như hồi xưa mình đọc cái chuyện con tắm con cám, hay là cái chuyện cây tre trăm đốt, hay là cái chuyện gì đó mình thấy nó cũng không có cái gì mà nó vui, là nó có chuyện nó ly kỳ, nhưng mà sau này mình đọc lại mình thấy thấm là trong đó nó có ngụ ý. Mỗi câu chuyện đời xưa nó đều có một cái ý gẫm hết. Nó có một cái ý gẫm. Giống như cái chuyện mà anh chàng hăng sơ hạnh phúc. Thầy có kể chưa? Cái chàng hăng sơ này là người Đức. Cái chuyện cổ tích của người Đức. Thì có anh chàng hăng sơ này đó. Anh ta mới là đi làm cho một nhà giàu, cho một phú ông, cho một coi như một đại điền chủ vậy đó. Thì anh ta làm chăm chỉ lắm, làm hết lòng hết dạ. Thì cái ông chủ đó, ông thấy ông thương, cho nên tới đúng 3 năm rồi, anh ta xin về nhà đặng thăm mẹ. Thì ông chủ ông mới cho một khối vàng đem về. Cái anh ta ôm cái khối vàng đó, anh ta mừng lắm, dự định đủ thứ hết. Nhưng mà ôm hồi sao có khối vàng nó nặng quá
cái anh ta thấy cái người cưỡi ngựa, trời đất ơi, họ không có cầm gì hết mà họ cưỡi ngựa thông dong, chân họ cũng không có phải bước nữa. Ông nói trời ơi, mình có con ngựa mình cưỡi cho mình sướng hơn. Kêu anh ta lại, nè nè anh, lại đây đi, tôi đổi khối vàng tôi lấy con ngựa. Rồi cái anh chàng kia mừng quýnh giao con ngựa cho anh ta, cái ôm khối vàng chạy đi. Cái anh ta mới leo lên con ngựa, mà nói nào ngay rồi đó giờ chưa cưỡi ngựa, mới leo lên sao con ngựa nó đá một cái cho té, té xuống đất đau điếng. Anh ta nói trời ơi con ngựa này hả, không được. Bây giờ thì trong lúc đó anh ta thấy một người dẫn con bò, cái nó con bò đó hiền á hả, con bò đó hiền lắm, mình có thể dắt sữa nó đằng kia được. Rồi cái anh ta nói thôi đổi con ngựa lấy con bò, thì cái giá trị của con ngựa nó mắc hơn con bò đó. Cái anh chàng kia cũng mừng quá, dẫn con ngựa đi đưa cho con bò, đưa cho con bò. Thì con bò nó đâu phải mà nhanh nhẹn đâu, mà con bò nó thấy chỗ nào có cỏ là nó dúi xuống nó ăn, đâu có phải mà dẫn nó đi cho được. Trời đất ơi, gịch nó hay chăng nó mà nó cực gần chết luôn. Hồi đổ mồ hôi hột nó, trời con bò cũng không có sướng ít gì. Cái thấy người ta có một con trù, con trù ở xa, con trù thấy nó hiền quá à. Rồi cái nói thôi kêu lại đi, đổi con bò lấy con trù. Cái đổi từ từ, cái giá trị nó sút giảm từ từ nha. Rồi cái con trù này á, thì nó hiền thì hiền thiệt, nhưng mà nó đâu có phải nó quen theo cái sự chỉ dạy của anh ta mà nó đi, nó chạy cà lông cà nhau, anh ta chạy theo nó cũng mệt gần chết. Rồi cái thấy anh ta thấy có người ôm con ngỗng, nói thôi giờ để mình đổi con trù lấy con ngỗng này con bộ khỏe hơn á. Con ngỗng á mình ôm nó được, mình ôm nó. Rồi cái lấy ngỗng, lấy ngỗng nó, trời ơi con ngỗng hả, nó vậy dụa nó lăn xăng rồi nó mổ rồi nó này kia. Trời, anh ta mệt quá với con ngỗng. Thì trong khi đó nó có một người mài dao mài kéo, ai có dao lục kéo lục đem ra mài à, lúc nào cũng gì đó à, mài đi chỉ có năm xu một cây, năm cắt một cây gì đó là à, thoải mái thôi, là mài dao mài kéo này sướng lắm, cái nghề này lúc nào cũng có tiền rủng rỉnh trong túi. Anh ta nói ồ ngộ ha, cái nghề của tiền rủng rỉnh trong túi thôi, mình là kêu anh này lại nói tôi đổi con ngỗng này nè, tôi lấy hai cục đá mài dao của anh được không. Trời, anh ta mừng quá, cái anh chàng mài dao mừng quá, hai cục đá mài dao đâu có nhiêu tiền đâu. Cái anh ta rồi bây giờ được hai cục đá mài dao, một cục đá là mài, cục đá nhám là mài to đó, rồi cục đá mịn là mài lại, hai cục đá mới để lên thành giếng. Là lúc nào cái anh ta kéo nước lên mừng quá, lây quay sao hai cục đá nhẹ lọt thuốc xuống giếng. Tới chừng đó cái anh ta mới nói trời ơi hăng sơ hạnh phúc, mình cảm thấy hạnh phúc quá thầy, không có cái gì để nắm trong tay hết là hạnh phúc. Giờ mất có hai cục đá mài dao mà lọt dưới giếng rồi thầy đã cảm thấy hạnh phúc. Thì giờ mình thấy thì hai cái cục đá mài dao đó tất nhiên là cái chấp hai của mình. Này hơn thua phải quấy tốt xấu được mất dinh nhục đồ này kia, mình chỉ cần mà buông được cái hai đó ha, thì khi đó mình mới vỗ tay trời ơi mình hạnh phúc quá, mình hạnh phúc quá. Còn giờ còn dính hai cái cục hai đó nó mệt mình chết à. Thôi bây giờ mình hồi hướng coi ha. Bây giờ thầy có sắp tặng à, lấy cái hộp bánh này nè, thầy sẽ tặng một đưa cái hộp bánh ra, thầy mở ra coi coi, không biết cái bánh này nó ăn ngon dở thế nào đây. Đó, ông hát cho mấy cô ra trước này coi chừng nào đủ mà thao sống. Cái này nó lấy dùm cái hộp này dùm thầy coi. Trời ơi cái này nó cứng quá. Nè, mở ra coi cái bánh gì sao thấy ngon quá, không biết có thiệt ngon không. Mở ra chiên lửa cái ăn. Ờ, có thiếu không? Này đưa cái của thầy nữa nè.
À, thay con hồi hướng nha con hả? Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính cung thỉnh Thầy cùng toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.